Anh Cương, tôi thực sự thay anh thấy không đáng. Sao tôi không đáng? Sao vậy? Cổ phiếu hàng trăm vạn cứ như vậy mà cho không cô ta, chỉ vì chút cảm động thôi. Nhưng kết quả thì sao? Không phải hai người đó dựng ở bên nhau sao? Theo tôi thấy, công ty Diệp Thị này sớm một biến thành của hồi môn của cô ta, bao nuôi vì thập nhất điểm. Nào anh Cương, nếu tôi bị điều về Thượng Hải, bên này tôi không giúp được gì anh đâu. Sau này chỗ Diệp Mạn Lăng, anh tự lo liệu đi. Đừng có quên lời hẹn của chúng ta là được. Tôi sẽ không quên đâu. Đợi sau khi tôi đánh đổ Diệp Thị, tôi sẽ giao toàn bộ tập đoàn cho cô. Nhưng mà cô phải khiến tôi mãn nguyện trước mới được. Bây giờ cô về Thượng Hải cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Giám đốc xưởng in của họ là bị bắt trai tôi ép phải rời đi. Bây giờ cô qua đó có thể trong ứng ngoại hợp với bọn họ càng dễ dàng lật đổ Diệp Thị. Còn có dự án Văn Sáng Viên, tôi thấy thời cơ lật bài cũng rất quan trọng. Vì vậy cô lúc nào cũng phải báo cáo tình hình kinh doanh của Diệp Thị với tôi. Hiểu chưa? Không vấn đề gì. Nếu bên tôi có vấn đề gì sẽ báo với anh đầu tiên. Cảm ơn. Đây là phí của cô ở Phúc Châu. Một chút thành ý cứ nhận lấy đi. Số của tôi ở trong lòng anh là cái gì chứ? Bạn bè. Bạn bè cộng sự. Nào, có ai không? Nguyên Vinh, là anh sao? Một mình anh nửa đêm còn đến đây làm gì vậy? Làm thơ hả? Tôi tới muốn nói chuyện về căn nhà này. Nói là tôi đã bán nó đi rồi. Bán rồi? Sao có thể chứ? Đừng lo, chỉ là thế chấp thôi. Chúng ta có 700 vạn trong tay, chuyện này có thể làm. Lục Tuyết biết không? Đột nhiên tôi phát hiện nhị thập nhất điểm thực ra có cảm giác thật. Nhưng mà tôi thấy rất đáng. Không phải sao? Vậy bao lâu vậy? Vậy ngắn hạn, 3 tháng sau bắt đầu phân kỳ trả góp, trong 1 năm phải trả hết. Đây là cách nhanh nhất. Tôi xin thề, những ngày sau này chúng ta vẫn sẽ ở đây uống rượu. Đương nhiên rồi. Chồng của tôi ơi, sao mà nghiêm túc như vậy? Đừng mệt quá được không? Nghỉ ngơi sớm đi. Em không biết chuyện anh làm giỏi nhất sao? Chính là biến áp lực thành động lực. Dịch qua bên phải một chút. Được, chỗ này. Thảo nào người ta đều nói lấy một người vợ lớn tuổi. Không phải là vợ lớn tuổi hơn anh sẽ là chuyện hạnh phúc nhất trên đời. Đúng là ân cần. Biết là tốt. Đây là gì vậy? Cái này sao? Vũ khí bí mật. Vũ khí bí mật chính là kết hợp diễn xuất của chúng ta nghiên cứu sản phẩm mới. Có vẻ như đây là một phần của xương phường. Wow, được đó, tất cả em cũng nhìn ra. Đúng là ngày càng thông minh. Đương nhiên rồi. Sao không nói gì? Không có. Chúng ta cùng đi du lịch có được không? Du lịch.
Được thôi, đợi đến khi diễn xuất kiếm được tiền, chúng ta sẽ ra nước ngoài. Em muốn đi đâu thì đi đó. Không không, em muốn ngày mai đi có được không? Ngày mai em đừng có đùa với anh. Đương nhiên không được. Bây giờ anh bận chết đi được, làm gì có thời gian đi du lịch. Mài dao không làm lỡ chặt củi, càng là lúc như thế này càng phải học cách thả lỏng. Anh tin em, chỉ cần 2 ngày thôi, sau 2 ngày đảm bảo linh cảm của anh cuồn cuộn như sóng. Một khi có rồi thì không rút lại được. Có được không? Xin anh đó. Người ta chưa từng mở miệng cầu xin. Với lại người ở trên đường chỉ dùng đầu óc làm việc được. Đi thôi, cùng nhau đi. Được 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 được, đi cùng nhau. Đi 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 mà. Đi. Thật sao? Chúng ta đi đâu? Đi đâu? Chỉ cần anh giao thời gian và người cho em, chuyện khác cứ để em lo. Đợi em. Tặng cho anh. Bó tre. Đúng vậy, là bó tre. Tại sao lại mua thứ đắt tiền như vậy? Chúng ta có tiền lắm sao? Anh đi du lịch cùng với em, đây là phần thưởng cho anh. Anh đeo nha. Wow, rất phong cách. Sao vậy? Có cảm giác như thế nào? Em đang nghĩ vị tổ mẫu nương nương này năm đó từng kết hôn chưa? Này, người ta là thần linh đó. Anh tưởng em sẽ học được chút. Người ta ban ân huệ cho muôn dân. Em thảo luận cái gì vậy? Sao đây? Em là nghiêm túc mà. Được được được. Nghe nói tổ mẫu nương nương từ nhỏ đã được điểm quá, trẻ tuổi đã nhập đạo rồi. Vì vậy anh nghĩ chắc là chưa kết hôn đâu. Như vậy vừa rồi em luôn nghĩ đến một vấn đề. Người đời coi tổ mẫu là hiện thân của tình mẫu tử. Nhưng mà nếu như cô ấy thực sự là mẹ của ai đó, sẽ là gì đó? Bây giờ em nói cái này làm gì? Tùy tiện nói thôi. Chúng ta chưa từng nói đến chuyện này liên quan đến mẹ của anh. Anh không muốn nói chuyện này. Em biết chuyện anh lúc còn nhỏ. Được rồi, anh không thể cứ chìm mãi vào chuyện này được. Nói xong chưa? Nói xong rồi, chúng ta đi ăn thôi. Đi nào. Lúc em 23 tuổi, mẹ em đã mất rồi. Sự ra đi của bà ấy ảnh hưởng em cả đời. Em kết hôn vội vội vàng vàng. Sau đó liền ở nước ngoài, không quay trở về. Chính là bởi vì em muốn trốn tránh tất cả những đau khổ đó. Muốn trốn nhưng mà trốn không được. Muốn quên cũng quên không được. Bởi vì em từng trải qua cảm giác đó. Đó là tình yêu vĩ đại nhất trên thế giới này. Em không muốn cuộc đời anh có điều hối tiếc. Nếu mà như vậy, anh sẽ đau khổ cả đời. Em nghĩ anh nên đi tìm bà ấy, tìm lại tình yêu đó. Mẹ em mất rồi, nhưng mà em vẫn có thể cảm nhận tình yêu đó. Nhưng mà mẹ của anh còn sống. Nhưng mà anh không cảm nhận được chút gì loại tình cảm em nói. Đúng vậy, anh vẫn là chưa từng được yêu. Nhưng mà em đã mất mẹ của mình rồi. Nhưng mà anh thì khác. Anh may mắn hơn em. Đi thôi. Nếu như có một cơ khiến hai người bắt đầu lại từ đầu, anh xem có được không?
Có được không? Có thể đi ăn được chưa? Đi thôi, đi ăn nào. Wow, quán ăn này không tồi. Vợ à, em nếm món này xem. Đúng chứ? Đương nhiên rồi, anh cũng không xem là ai đưa anh đến. Em rất lợi hại chứ? Không tồi. Làm chiến lược chi tiết như vậy. Hay là em đến làm thư ký cho anh đi. Sao nào? Làm thư ký cho anh. Đúng vậy. Em không biết bây giờ có rất nhiều người đều dùng vợ làm thư ký cho mình sao? Không thì cũng làm thư ký làm vợ của mình. Chỉ có em, cả hai đều dùng được. Đúng chứ? Thật sao? Được rồi, được rồi. Nếm thử xem. Phiền cô có thể nói bà chủ qua đây một chút được không? Tìm bà chủ có chuyện gì sao? Cô nói tôi là người đến từ Phúc Châu, từng gọi điện thoại cho bà ấy, bà ấy sẽ biết thôi. Dạ được, cảm ơn. Này, chẳng lẽ em đến nơi này rồi còn gọi điện thoại? Anh yêu, em bằng lòng diễn tất cả nhân vật trong đời anh: người vợ, tình nhân, bạn bè, thư ký, cái gì cũng được. Nhưng chỉ có một vai diễn, không ai có thể thay thế được. Chính là bà ấy. Em làm gì vậy? Em muốn anh đối mặt. Em tưởng mình làm vậy rất vĩ đại sao? Xin lỗi, em tự mình làm chủ đưa anh tới là bởi vì em sợ anh biết, anh chắc chắn sẽ không tới. Con à, con đừng trách vợ con. Vợ con thực sự là vì con mới gọi điện cho mẹ, muốn mẹ đến thăm con, là bởi vì mẹ luôn do dự, vợ con mới làm như vậy. Đều là mẹ không tốt. Nếu muốn trách thì cứ trách mẹ đi. Câm miệng, ai là con của bà chứ? Đừng có mà nói không thấy xấu hổ. Bà Lương, đúng là đen đuổi. Huynh đệ, có ai lại nói chuyện với mẹ mình như vậy không? Em muốn anh gọi bà ta là mẹ, bà ấy không xứng. Bà ấy phá hủy gia đình anh thế nào? Bà ấy phản bội ba anh ra sao? Bà ta không phải mẹ anh. Bà Lương, bà Lương, bà Lương, bà Lương, bà Lương à, bà Lương, bà Lương, con à, con à. Ba, cô xin lỗi. A Phương, A Phương, bởi vì đuổi theo anh mà ngất xỉu. Bây giờ em đang ở bệnh viện, em thấy anh thế nào cũng nên tới thăm bảy một chút. Bà không sao chứ? Không sao, không sao. Mã Lương, để em đưa dì về. Để anh lái xe cho. Thank you.
Đây là tay Dương Sâm. Bây giờ cơ thể dì suy nhược, nhìn thấy dì lại khiến cháu nhớ đến mẹ của mình. Mẹ cháu nhất định rất yêu cháu, đúng không? Dạ. Nhưng mà mẹ cháu, bà ấy đã mất rất lâu rồi. Đúng là bao nhiêu năm nay cháu luôn tưởng tượng có một cái ôm như này, rất ấm áp, rất dễ chịu, rất an toàn. Cháu xem, vừa rồi hai đứa chưa kịp ăn gì, mau vào ăn tiếp đi. Dạ được, bọn cháu nhất định sẽ vào. Chị yên tâm đi, chị vào trước đi. Coi như gì em có được không? Mẹ anh nói với em rất nhiều lần, bao nhiêu năm qua không có lúc nào bà ấy quên anh. Mỗi tháng bà ấy đều gửi sinh hoạt phí cho anh, nhưng lần nào cũng bị ba anh gửi lại. Bà ấy muốn tới thăm anh nhưng lại không đủ dũng khí. Bà ấy gánh gác sinh hoạt phí của hàng chục đứa nhỏ không có cha mẹ cũng hơn chục năm rồi, không bao giờ có gián đoạn ở giữa. Cho dù là lúc khó khăn nhất, cho dù bản thân dây mượn khắp nơi, chưa bao giờ dừng lại việc đó. Bà ấy nói đang chuộc tội. Em chưa chắc là người phụ nữ anh yêu nhất, bởi vì em yêu anh cũng như yêu bản thân mình vậy. Nhưng mà anh phải biết, trên thế giới này nếu mà chỉ có một người nữ yêu anh hơn yêu cả bản thân mình, thậm chí còn hơn cả sinh mệnh của mình, vậy thì người đó chính là mẹ của anh. Nào, mau nếm xem. Gì à? Đây là thịt quá dải. Đúng vậy, lúc đó còn nhỏ, ngày nào cũng bám theo dì muốn dì làm cho nó. Có một lần dì bận quá, đem nó ra ngoài ăn, nó ăn một miếng liền nôn ra, nói là khó ăn quá, không ngon bằng dì làm. Hai đứa ăn trước đi, dì đi làm đây. Dì à, dì đừng có làm nữa. Chỗ này bọn cháu ăn cũng không hết. Nào dì ngồi xuống đi, được không? Cứ ngồi đi. Nào dì, dì ngồi xuống đi. Bao ăn thôi, ăn đi. Được, Mã Lương anh ăn đi. Ăn một miếng thôi mà. Dì à, món này làm thế nào vậy? Có thể nói cho biết không? Dì à, sau này dì sẽ dạy hết cho cháu. Ăn đi. Tôi không trách bà. Biết tại sao không? Bởi vì tôi là một thằng đàn ông, sẽ không nhỏ nhen với phụ nữ. Vì vậy tôi cũng bằng lòng vì bà. Bà bỏ qua chuyện cũ. Con à, chuyện quá khứ của mẹ, ngoài xin lỗi ra cũng không có gì hay để nói với con. Hôm nay mẹ phải nói với con về Mạn Lăng. Là Mạn Lăng cổ vũ dũng khí của mẹ. Cô ấy nói với mẹ, một người mẹ có năng lực có thể cho con mình đồ tốt nhất, không phải ở bên cạnh chăm sóc, cũng không phải mỗi tháng gửi sinh hoạt phí, càng không phải âm thầm chúc phúc, mà là tự mình làm gương cho con. Làm thế nào đối mặt với những điều không dám đối mặt nhất? Làm thế nào
đối mặt, nói những lời từ tận đáy lòng. Mẹ là một người mẹ tôi, mẹ không gánh vác được thiên chức của một người mẹ. Xin lỗi, mẹ không yêu cầu con tha thứ, nhưng mà mẹ muốn nói với con, mẹ yêu con. Mẹ bằng lòng vì con mà làm tất cả. Chỉ cần có thể chuộc tội thì mẹ làm gì cũng được. Đây anh là ai chứ? Gì vậy, đâu mà lấy? Còn là cái gì vậy? Lão Hoàng, số tiền này anh không động vào được. Đây là tiền mua cặp sách mới cho bọn nhỏ. Bà Lương, cô mua cặp sách gì chứ? Ông đang có việc gấp. Lão Hoàng, cậu là ai chứ? Đồ ăn trộm này dám vào nhà cướp tiền. Cậu là ai? Ai ăn trộm? Ông đối xử với phụ nữ như vậy đáng ăn đánh. Con à, đừng có đánh, ông ta là dượng của con. Bà Lương, tránh ra đi, tránh ra. Bà Lương, con không sao chứ? Ông ta là chồng bà sao? Ông ta là đồ khốn. Anh có thấy mình giống mẹ mình không? Là ý gì? Đều là kẻ đuổi theo đến tận cùng. Anh chưa nhìn thấy biểu cảm lúc bảy đuổi theo anh, là biểu cảm của tình mẫu tử. Còn có tên lão hoàng đối xử với bảy như vậy, bảy vẫn như vậy chết không quay đầu. Không phải cũng giống hệt anh sao? Ý của em là anh rất hèn hạ sao? Không, em chỉ có thể nói đây chính là sức mạnh của tình yêu. Không phải ai cũng có được sức mạnh lớn như vậy. Mã Lương, anh có gen tốt. Mã Lương, cậu làm gì vậy? Cầm lấy, ông xem đủ không? Bất luận ông dùng tiền làm gì, tôi hy vọng ông nhớ rõ, đừng có làm khổ người phụ nữ của mình. Còn nữa, nếu để tôi biết được ông đối xử không tốt với mẹ của tôi sẽ không khách khí đâu. Ngầu chứ. Đi thôi. Nào về có một quán ăn, anh sẽ đưa em đi. Không phải em thích ăn hải sản nhất sao? Đúng vậy. Mạn Lăng, dì mang một số đồ cho con. Đặc sản Lão Hoàng bao. Lại đây, Đào. Cẩn thận, đưa cho tôi. Bao lên, đưa cho tôi. Để tôi. Dì à, thật sự nhiều quá rồi. Không có, quay về hai đứa nếm thử. Nếu mà ngon thì dì gửi thêm cho. Đừng có không nỡ ăn. Cảm ơn, cảm ơn. Vậy hai người chăm sóc cho nhau tốt đó, chú ý sức khỏe. Vậy được rồi, bọn cháu đi đây. Dì nhớ bảo trọng. Được, thượng lộ bình an. Mã Lương, để mẹ ôm con một cái được không? Thank you.
Sao em không để anh lái chứ? Cướp việc của anh. Em thấy anh khóc sưng cả mắt rồi. Em sợ ảnh hưởng tầm nhìn. Còn không phải do em hại sao? Anh thấy căn bản là anh không dám đắc tội em. Nữ nhân này càng lợi hại hơn rồi. Đúng là lợi hại chết đi được. Đúng vậy. Không ngờ rằng cảm giác hại người khác lại đã như vậy. Anh cẩn thận vào, làm chị đây tức giận. Nó không chừng ngày nào đó sẽ hại anh tiếp. Cảm ơn. Cái gì? Không nghe thấy thì thôi. Nói đi, anh nói gì vậy? Không nói. Nói thêm lần nữa đi. Không nói. Nói thêm lần nữa mau. Điện thoại của em kìa. Alo, mẹ Trương, mẹ khỏe không? Bạn Lăng à? Mẹ nhắc nhở con, ngày mai là sinh nhật của ba con. Con nhớ về nhà một chuyến. Dạ được, con nhớ rồi. Mẹ còn đặc biệt gọi điện thoại. Gần đây trạng thái ba con không tốt. Ông ấy hình như rất buồn bực chuyện kinh doanh. Bạn Lăng, mẹ rất lo lắng sức khỏe của ông ấy. Sao lần nào xuất hiện trước giống như điều trị một thời gian tốt hơn rồi, nhưng mà sau này bởi vì chuyện phá sản, xưởng in ấn ông ấy lại phát tán lần nữa. Bây giờ sức khỏe không tốt lắm. Phá sản sao? Chuyện xảy ra lúc nào vậy? Sao bây giờ mới nói cho con biết? Ba con không cho mẹ nói. Con nhất định phải quay về đó. Con biết rồi. Gặp mặt rồi nói tiếp. Sao vậy? Không sao. Sinh nhật vui vẻ. Chúc mừng sinh nhật. Hay quá. Thổi nến đi, thổi nến đi. Đào, cắt bánh thôi. Được, được, được. Wow, được rồi. Ba, chúc sức khỏe của ba luôn khỏe mạnh, vạn sự như ý. Bác Diệp, sinh nhật vui vẻ. Cảm ơn, cảm ơn. Thật sự không nhìn ra, bác trai đã hơn 60 tuổi rồi, nhìn vô cùng trẻ. Còn trẻ nữa chứ, đừng có đùa. Bạn Lăng cũng 30 tuổi rồi, vì vậy cháu mới nói số 6 là con số may mắn của bác. Dựa theo miệng của Ngô A Căng cháu là linh nhất. Năm nay bác nhất định sẽ dẫn mây quay đầu. Thời vận thì nó tự có quỹ đạo của nó. Vận may của tôi ở tuổi này rồi, sớm đã hết rồi. Những ngày sau này sống yên ổn là được. Không thể nói như vậy. Bác xem Khương Tử Nha không phải đến 60 tuổi mới bước vào vận may lớn nhất đời mình sao? Đúng vậy đó. Ba tinh thần sa sút quá rồi. Ba chỉ cần đi theo con đường may mắn của mình. Nếu dùng không hết, có thể chia bớt cho bọn con. Bọn con cần. Nào, cạn ly. Nào, cạn ly. Được, được. Được, tùy ý dùng. Ba, công ty dạo gần đây có phải khiến ba bận lòng không? Làm gì có chứ. Con nghe ai nói vậy? Ba, chúng ta đều là người một nhà. Ba có chuyện gì không thoải mái thì cứ nói ra đi. Bọn con cũng muốn giúp ba gánh vác. Với lại, nói ra rồi nó không chừng sẽ đổi giận. Công ty mở vẫn đang rất tốt. Chuyện tình cảm của con cũng tốt. Mọi người đều rất vui vẻ. Ba làm gì có chuyện phiền lòng.
Như này đi, con ở lại vài ngày, đến công ty xem thử. Sao vẫn giống trẻ con như vậy? Ngày mai con quay về đi. Bên đó còn một đống việc đang đợi con. Ba không có việc gì đâu, không cần con ở bên. Tình hình của công ty con đã biết rồi, rõ ràng là không được thuận lợi. Lần này con quay về chính là muốn góp một phần sức lực. Bác à, bác xem bọn cháu để ở đây, suốt cuộc công ty có chuyện gì? Bác cứ nói ra đi, chúng ta có thể thương lượng với nhau. Nói đi mà. Cũng được. Vậy ba sẽ nói. Bây giờ tập đoàn Diệp Thị đúng là đã đi đến thời cơ nguy hiểm nhất. Dự án Viên Sáng Viên, Diệp Thị đầu tư quá nhiều vốn. Lúc mới đầu còn có lợi nhuận, nhưng mà bây giờ hình như cũng rất khó khăn, thiếu hụt vốn, khiến cho vài dự án của Diệp Thị hoặc là đình trệ, hoặc là không có thời gian chuyển mình. Xưởng in ấn và tạo giấy, nửa năm gần đây vài công xưởng đã bị cạnh tranh ác ý, nhân tài cũng bị đào bới nhiều. Gần như chỉ trong chốc lát, tất cả kinh doanh đều không thuận lợi. Lần này xưởng in kề cận phá sản là bởi vì thời hạn thanh toán thiết bị nhà máy đã đến, mà tài khoản công ty không đủ, ngân hàng lại không cho vay. Quả vô đơn chí, việc kinh doanh của xưởng in lại xuất hiện tổn thất nặng nề, chỉ đành nhẫn tâm đóng cửa xưởng. Không phải Bạch Cương nói anh ấy có thể vay được sao? Vốn dĩ tưởng rằng không có vấn đề, nhưng mà công ty Kiệt Đằng dạo gần đây bất ngờ thông báo ngân hàng thu hồi bảo lãnh, khoản vay ngân hàng trở nên rắc rối. Một số đơn đặt hàng lớn do Bạch Cương tiếp quản cũng biến mất. Sao anh ấy có thể như vậy chứ? Cô đi tìm anh ấy. Đừng mà, chuyện này đâu có trách ai được, chỉ có thể trách ba. Công ty đã như vậy rồi, ba còn nói không sao? Công ty khó khăn lớn như vậy, ba thực sự sốt ruột. Nhưng bà bình tĩnh nghĩ lại, cũng không có gì to tát. Ba đã từng tuổi này rồi, tinh lực và sức khỏe của ba cũng không bằng lúc trước. Đóng bớt các quầy hàng thì áp lực tự nhiên sẽ nhỏ thôi. Giữ lại chút tinh lực hưởng thụ những ngày cuối đời cũng là chuyện tốt. Ba, đúng vậy bác trai, tiền ấy là vật ngoài thân, sống cũng không mang theo, chết cũng không mang theo được. Số tiền bác kiếm được lúc trẻ bác đã từng trải nghiệm rồi, bây giờ là lúc nên hưởng thụ việc tiêu tiền. Đúng chứ bạn Lăng? Nào ăn bánh thôi, ăn bánh thôi, đói rồi. Nào ăn bánh thôi, nào cầm lấy đi. Cảm ơn, tôi đi lấy thêm. Lão đệ, đơn hàng này giúp không ít cho xưởng in. Cảm ơn anh. Tình nghĩa bao nhiêu năm của hai anh em ta có thể giúp được cho anh, tôi nhất định sẽ làm được. Được, được, được. Mời, 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 xin mời. Nào, xin mời. Đi cẩn thận. Được, tạm biệt. Được. Hai mươi năm trước tưởng rằng cả đời này sẽ không cần phải uống rượu cùng người khác để lôi kéo làm ăn, không ngờ từng tuổi này rồi còn phải làm chuyện này. Chủ tịch Diệp, sau này chuyện như vậy không cần ngài tự mình ra mặt, cứ để tôi làm là được. Bây giờ cục diện khác rồi, chuyện nên làm vẫn phải làm thôi. Lý Tinh, tiếp theo hãy nắm bắt thời gian ký hợp đồng với bọn họ. Dạ, Sử Ginh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Ngài yên tâm, ngày mai tôi đi làm luôn. Ba, sau này ba đừng có uống rượu như vậy nữa. Ba uống có vài ly à, đều là hai đứa uống. Hy vọng chúng ta mau chóng đi được đúng hướng, cố gắng làm điều này càng ít càng tốt. Chúng ta đi thôi, tôi về công ty muộn một chút. Ngài đi trước, đi cẩn thận. Alo Bạch Tổng, là tôi, Lý Tinh. Làm gì vậy? Còn làm gì được? Đang bận thiết kế sân khấu. Với lại gần đây anh thật sự rất có ý tưởng. Thật sao? Thật chứ. Hai ngày nữa là lắp đặt thiết bị. Lúc nào em về?
tình hình bên ba em không ổn. Có thể em sẽ phải ở lại một thời gian, giúp ba xử lý chút chuyện kinh doanh. Có nghiêm trọng không? Có cần anh qua đó không? Không cần đâu, có thể ứng phó được. Rất nhanh thôi em sẽ về, yên tâm đi. Vậy được rồi, em tự mình bảo trọng. Nếu có chuyện gì cứ gọi cho anh. Được, bye bye. Bye bye. Ba, uống nước đi. Ba đang nghĩ gì vậy? Ba đang nghĩ nếu muốn cứu vãn Diệp thị, chỉ dựa vào vài việc kinh doanh thì không đủ. Con cũng nghĩ vậy. Nhà máy cũ của chúng ta cần thay đổi. Bạn Lăng, cùng lúc thay đổi vài công xưởng cần một số tiền đầu tư rất lớn. Chuyện này con nghĩ qua rồi. Bây giờ vốn của tập đoàn căng thẳng, chúng ta có thể lấy một phần vốn của dự án viên sáng viên của Bạch Cương. Ba tìm cơ hội nói chuyện với anh ấy đi. Đây là chiếc bình sứ của năm lò nung nổi tiếng hàng đầu thời nhà Tống, tên là Cát Tường Tôn. Trương Tổng, anh làm báo cáo tuyên truyền quan trọng nhất là sáng tạo, nhất định sẽ thích đồ có ý nghĩa lịch sử. Vì vậy tôi đặc biệt chọn món đồ này. Trương Tổng, với lại nung bằng củi trên thị trường vô cùng hiếm. Xin mời. Đúng thật là đồ quý giá. Nhận thì hổ thẹn. Anh nhận đồ vật này đó là đương nhiên. Trương Tổng, anh giúp tôi đăng bài văn này trên trang nhất của tờ báo lớn được không? Đó là một việc có công đức. Không chỉ ba phường bảy ngõ, cho dù toàn bộ Phúc Châu đều phải cảm ơn anh. Bạch Tổng nặng lời rồi. Bài viết này tự viết rất hay, nhìn nhận vấn đề với thái độ cao. Theo tôi thấy lên trang nhất không vấn đề gì hết. Thật ngại quá, tôi nghe điện thoại một chút. Alo, Bạch Cương, xin chào bác trai. Muộn rồi còn làm phiền cậu. Bác nói gì vậy? Có chuyện gì bác cứ nói thẳng. Là như vậy, tình hình tập đoàn của bác cháu cũng biết rồi. Để giải quyết những khó khăn hiện tại, bác muốn chuyển hình và công xưởng, nên cần dùng đến vốn. Bác muốn rút 500 vạn của dự án viên sáng viên để dùng. Cháu giúp bác nghĩ cách toàn diện, có được không? Bác à, chuyện này thực sự là có một chút khó. Bác à, viên sáng viên vừa hoàn thành xây dựng, đang làm thiết kế cảnh quan xanh quá, còn có cả công trình phụ trợ. Những thứ này đều không đáng chú ý, nhưng mà lại vô cùng đốt tiền. Hội đồng quản trị đang chuẩn bị gây quỹ lần thứ hai. Nếu mà bây giờ rút vốn ra, cho thấy vấn đề không quá lớn. Trừ phi trong lần đầu tư này cháu sẽ nói chuyện với bên góp vốn vào, hoạt động thông qua quán đổi vốn cổ phần. Bác xem như vậy có được không? Vậy chỉ đành như vậy thôi. Cần bao nhiêu lâu? Cháu sẽ giúp bác chú ý từ bây giờ. Thời gian không chắc được, nhưng mà cháu sẽ cố gắng nhanh nhất giúp bác. Vậy cảm ơn. Bác trai, dạo gần đây công ty cháu bắt đầu vài dự án mới, vốn lưu động cũng rất eo hẹp. Nếu không thì cháu sẽ đưa luôn cho bác. Bác hiểu tấm lòng của cháu, không hay là gây thêm gánh nặng cho cháu. Cảm ơn. Như vậy đi, bác đợi tin tức của cháu. Trương Tổng, đừng nhìn nữa. Anh cầm về nhà xem từ từ. Nà Đào, uống một ly. Được, được, được. Ngày mai một khi lên tin tức, nhà hát Thủy Tạ chắc chắn sẽ là một chủ đề bàn tán. Phải rồi, cậu tìm thêm phương tiện truyền thông internet, một số cách tiếp cận theo hướng ảnh hưởng của việc nâng cao sân khấu Thủy Tạ. Dư luận xã hội nổi lên, không ai có thể bảo vệ họ. Tôi hiểu ý của anh. Tôi sẽ làm.